Tiếng gọi mẹ từ trong hốc cây truyền ra. Truyền thuyết kể rằng có một quái vật sinh sống trong hốc cây, gọi là người mẹ quỷ. Người ta nói rằng bà biến thành bộ dạng con người để khống chế tâm hồn của người khác, chuyên ăn thịt những đứa trẻ con. Cậu bé vô ý phát hiện mẹ trông rất kỳ quái. Sau khi tắm xong, cơ thể bắt đầu méo mó. Sau khi soi gương, da trên cơ thể từng mảng rơi ra. Lẽ nào mẹ bị bệnh gì sao? Đây là bộ phim kinh dị mới nhất, rốt cuộc là hay tới mức nào? Ác quỷ trong rừng chính thức bắt đầu. Sẵn sàng rồi chứ? Bộ phim bắt đầu. Một cô gái làm gia sư phát hiện mặt của người đàn ông trong bức hình đã bị xước. Bất ngờ có một âm thanh truyền lại. Cô gái theo hướng phát ra tiếng động đi đến một căn phòng, nhìn thấy một người phụ nữ đang ăn thịt con mình. Lúc này người đàn ông xuất hiện, làm ra vẻ không thấy gì, đóng cánh cửa hầm lại. Sau đó một hình tam giác đột nhiên xuất hiện trên cánh cửa. Cậu bé dễ thương cùng mẹ đi vào rừng. Nhỏ như vậy đại học thám hiểm rồi, cách giáo dục này cũng thật phổ biến. Mẹ của cậu bé muốn đi vệ sinh. Lúc này, thật muốn phê bình cô mà. Là một người lớn, các người làm sao có thể tùy tiện đi vệ sinh như vậy? Dạy hư trẻ con thì làm sao? Cậu bé đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ gọi nhưng lại phát ra từ một hốc cây. Cậu bé có chút nghi ngờ, mẹ của mình làm sao có thể đi vệ sinh ở hốc cây chứ? Cứu hay không đây? Trong lúc cậu bé đang phân vân, trong hốc cây đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Cậu bé hoảng sợ tột cùng. Lúc này mẹ cậu tìm tới, hốc cây bí ẩn đó đột nhiên biến mất. Khi đang trên đường về nhà, gặp phải con hươu đã chết. Mẹ cậu bé mang con hươu về để tối nay nấu ăn. Nghiêm trọng cảnh báo nhé, không được ăn thịt động vật hoang dã. Người này thật không có ý thức mà. Kết quả tối đó còn chưa kịp ăn, một con quái vật từ trong bụng hươu bò ra. Nhất định là quái vật đã theo họ về nhà. Bên này là anh nam chính hàng xóm của cậu bé, đang ngủ trong nhà. Vừa mở mắt, phát hiện có thứ kỳ quái gì đó đang chuyển động trên mái nhà. Thức dậy xem thì không thấy gì, vừa rồi chắc là hoa mắt. Ngày hôm sau, nam chính cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên nói với cậu bé đáng yêu: nếu em nhìn thấy thứ gì kỳ quái, nhất định phải nói với anh. Cậu nhóc nói với anh: không nói cho anh, không nói cho anh đâu. Không nói đâu nè. Thực ra cậu còn có một em trai. Buổi tối, mẹ của cậu nhìn qua camera phòng cậu, thiếu mất gì đó, đi qua xem thử, thì ra là thiếu mất một đứa trẻ. Mẹ lập tức đi tìm con. Đột nhiên dưới gầm giường có một bàn tay chụp lấy chân cô. Sau đó, nam chính về nhà, nhìn thấy mẹ cậu bé đang bế con đi sâu vào rừng. Đây là chuyện gì? Nam chính cực kỳ tò mò. Nhưng cho anh bước ra kêu anh về nhà, anh liền không đuổi theo nữa. Ngày hôm sau, cậu bé phát hiện mẹ có chút kỳ lạ. Mẹ sau khi tắm xong, một mình đứng trước cửa sổ, tạo một cái dáng làm cho người khác khó hiểu. Nhìn có chút không hiểu, mẹ của cậu đã bị quái vật điều khiển rồi. Cậu bé sợ hãi trốn vào nhà nam chính, muốn mượn chút hào quang nhân vật chính, có lẽ sẽ bảo vệ được bản thân. Nhưng không, sau khi nam chính nghe người mẹ nói: tôi có thể vẫn cánh tay, liền trả cậu bé về. Đương nhiên là bởi vì ba cậu bé đến. Cậu bé trước khi ngủ nhắc nhớ ba: con cảm thấy mẹ không phải là mẹ con nữa rồi. Bố phải cẩn thận đấy, thằng nhóc này. Mẹ con không phải mẹ con thì có là ai được đây. Mau ngủ đi. Bên này nam chính thấy không yên tâm, lặng lẽ quan sát tình hình nhà cậu bé, nhìn thấy những thứ không nên thấy. Ngày hôm sau nam chính sang nhà cậu bé hỏi thăm tình hình. Kết quả bố cậu bé nói mình không có con. À hả? Sau đó nam chính dưới tấm thảm nhà cậu bé có một hình tam giác. Lên mạng tra, tất cả những thứ này có liên quan đến một truyền thuyết. Truyền thuyết rằng có một con quái vật sống trong gốc cây, người mẹ quỷ, thoát ra giả dạng làm người, sau đó khống chế tâm trí họ, làm cho người khác quên đi con mình. Sau đó những đứa trẻ bị lãng quên sẽ trở thành thức ăn của nó. Nhưng mà con quái vật này có một nhược điểm, chính là nó sợ muối. Nam chính nói chuyện này với nữ chính, bởi vì họ nhìn thấy mẹ cậu bé đi xuống tầng hầm. Anh đoán dưới hầm chắc chắn có gì đó. Anh ta chỉ đoán thôi. Bên này nữ chính đã viết một mẫu giấy: tôi đã biết bà là ai rồi, nhét vào cửa nhà của cậu bé. Nam chính liền bị bại lộ. Thật là xui quá đi. Bên này bố của cậu bé đang đọc bức thư. Mẹ cậu ghé vào tai ông và nói: ông bị khống chế rồi, quái vật mang ra người. Xem ra phải thay một bộ da mới rồi. Vậy kiếm ai đổi đây? Cậu bé nhân lúc quái vật không ở đây, đi xuống tầng hầm, phát hiện bên trong có một đồ thủ công. Bên trên là bức hình gia đình của cậu bé dễ thương. Mắt ba cậu bé đã bị xước, thì ra quái vật trị cao mét trên bức hình. Người này đã quên mất con mình. Bên trên vẫn còn bức hình của ba cô gái. Mắt của cô gái và mẹ đều bị xước, chỉ có mặt của một cô bé là còn nguyên. Vì thế anh ta liền gọi điện thoại, nói với cô gái rằng quái vật đã bắt em cô rồi. Em cậu đấy, tôi làm gì có em. Quả nhiên cô ta đã quên mất em mình. Nam chính tìm đến khu rừng, thiếu chút nữa đã cứu được cô em gái. Thiếu chút nữa thôi. Khi anh tỉnh dậy, gốc cây đã biến mất. Nam chính về đến nhà, bị cha mắng một trận. Khi mẹ kế nói chuyện với anh ta, nam chính phát hiện bông hoa sau lưng mẹ kế đang héo đi. Lẽ nào là... Nam chính cầm lấy bình hoa ném đi. Quả nhiên quái vật đã giả dạng thành mẹ kế. Nam chính cầm lấy dao muốn giết quái vật. Kết quả ba của cậu xuất hiện,
cho rằng cậu muốn làm hại người khác, báo cảnh sát bắt cậu đi. Trước lúc đi, anh lớn tiếng kêu ba đi đến tầng hầm của nhà cậu bé. Bên này cảnh sát bắt đầu khống chế cậu, mang nam chính ra biển, muốn dìm chết anh ta. May mắn có một con chó cắn cảnh sát. Cảnh sát khôi phục lại lý trí, cảm ơn ơn cứu mạng của chó. Bên này người cha nghe lời con nói, đi đến tầng hầm của nhà cậu bé, phát hiện ra xác chết của cha mẹ cậu bé. Đúng lúc này quái vật đuổi tới, đâm cha của nam chính một dao, đẩy ông tan xuống hầm. Trong lúc quái vật muốn giết cha của nam chính nhanh chóng quay lại, đánh rách lớp da của mẹ kế, nhân cơ hội đưa cha chạy trốn. Bởi vì lửa đã đốt cháy bức ảnh, cho nên ma thuật của quái vật cũng biến mất. Nữ chính nhớ ra cô em gái của mình, nam chính cũng nhớ ra bản thân cũng có một em trai. Thật là không ngờ, thì ra ngay từ khi bắt đầu quái vật đã xóa ký ức của họ. Nam chính nhanh chóng đưa nữ chính chạy đến khu rừng, cứu thoát em trai và em gái. Khi quái vật đang định ăn thịt, bị nam chính làm phiền, giận dữ tóm lấy chân nam chính. Lúc này cha của nam chính lái xe tới ứng cứu, nữ chính thuận tay lấy một nắm muối ném vào quái vật. Quái vật buông một tay, chiếc xe trực tiếp lao vào nó. Họ lấy một cây đuốc đốt cháy gốc cây, nhưng chấm quái vật có vẻ vẫn chưa chết. Nam chính dự định cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Sau khi nữ chính cùng anh tạm biệt, tặng cho anh một đóa hoa, nhưng đóa hoa này lại là hoa giả. Hoa bị quái vật chạm đến đều sẽ tàn, lẽ nào quái vật đang trên người cô ấy? Lúc này nữ chính mang theo mấy đứa trẻ đi chơi biển. Bộ phim đến đây kết thúc. Câu chuyện này nói với chúng ta, không được tùy tiện đi vệ sinh, cũng không được ăn động vật hoang dã. Và còn nữa, trong nhà nên để ít muối, sẽ có lúc dùng đến, ví dụ như lúc xào rau chẳng hạn. Được rồi, tạm biệt các bạn.